tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024. Ngày 17 tháng 4, tay vợt Thùy Linh thông báo trên trang cá nhân Facebook: "Xin chào mọi người, dành cho những người yêu mến, ủng hộ và theo dõi mình trên suốt hành trình vừa qua, đặc biệt là một năm tích điểm để đến với Thế vận hội mùa hè Olympic Paris 2024. Ngày hôm nay mình xin chính thức thông báo đã đủ điều kiện để tham dự Olympic Paris 2024. Cùng hướng tới kỳ Thế vận hội lần thứ 2 của mình mọi người nhé. Cảm ơn và biết ơn tất cả. Chúc mọi người luôn bình an và thật nhiều sức khỏe." Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông Cục Thể dục Thể thao cho biết, ngày 28 tháng 4, Liên đoàn cầu lông Thế giới mới chính thức công bố danh sách những vận động viên đoạt suất tham dự Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, với hạng 24 thế giới và hạng 16 vòng loại nội dung đơn nữ Olympic Paris thì Nguyễn Thùy Linh đã cầm chắc trong tay tấm vé tham dự Thế vận hội lần này. Thùy Linh có vé dự Olympic nhưng đã rơi xuống hạng 24 thế giới và không thể nằm trong nhóm hạt giống Thế vận hội mùa hè 2024. Điều này đồng nghĩa tay vợt số 1 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ mạnh từ vòng bảng của Olympic 2024.